1, 2, 3. Ở đây 6. Bấm quay luôn mày chứ. Trong hôm qua tốt. Con này tí số T9. Con này tí số TX8. 1, 3. Mình đang làm clip so sánh hai con với nhau. Hát thử vài câu trước. Triệu thì chắc chắn không thể bỏ qua hai con lo này. Hiện tại hai con lo này theo kinh nghiệm của mình đã test qua mười mấy ngàn con lo tại Zalo, Facebook. Mọi người đã biết kênh số điện thoại là 0915486462 hoặc là 0962809867. Mình đã bán qua mười mấy ngàn con lo trong vòng gần 5 năm nay. Hiện tại là một trong những người bán lo kéo đầu tiên tại Việt Nam. Thì qua một thời gian thì mình thấy rất là ưng ý so với hai con lo này ở thời điểm hiện tại tháng 5 2020. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phần test so sánh chi tiết của hai con lo Tiso T9 và con lo này Tiso 81, Tiso TX813 mới vừa ra mắt hôm nay. Cả hai con đều 3 tấc và đều là 3 lo 3 tấc, có một lo chung một lo chép nữa nha mọi người. Đó, này cũng bắt 3 tấc, một chung một chép. Chép đây, chung đây. Mắc lưới màu vàng hết. Này là gỗ màu đen. Này là màu vàng. Hai con mít xịn hết. Con T9 thì mít nó nằm cầm chất lượng hơn. Đó. Đi sụ. Con này là 813. Đi. 813 thì cho cái âm thanh chúng ta ấm hơn. Ấm và trầm hơn. 1 2 còn bên đây âm thanh nó mỏng hơn. Đi 813 quay xa xa rồi. Rồi 813 thì âm thanh nói chung là nó đi sụ kiểu nó nằm ở dưới á. Còn cái TX T9 này, Tiso T9 này âm thanh nó bay bổng hơn một xíu. Rồi đây là cái bảng điều khiển chúng ta nha. Con lo này tầm như ký ta. Không có để. Con này tầm khoảng 35 kg là luôn thùng mọi người. Con này tầm khoảng 27 kg á mọi người, 27 kg luôn thùng, luôn phụ kiện. Bảng điều khiển này, hai con lật qua giùm em cái anh lật. Đó, bạn điều khiển nha mọi người. Tắt eco vậy nó chuyện. Đi, sổ bày tạm đi. Đó, volume nè, chép bass. Bên đó cũng có volume chép bass. Còn guitar von, micro, mic chép, mic bass, eco, repeat, delay. Thì bên này nó cũng có. Thì mic bass, mic chép, bên này nó thiếu cái repeat. Nhưng mà nó cũng có delay luôn nha mọi người. Hàng gì cái nút này nó có, bên đây nó có thêm cái repeat nè, chỉnh giọng chúng ta, bởi vì nó hỗ trợ giọng chúng ta rất là hay. Thì hát hai con thì mình cảm nhận có mic con T9 nó vẫn ok hơn. Đó. Nhưng mà nhạc thì con Tiso 813 đó công suất nó đánh mạnh hơn, đánh củng hơn. Đây con nó đánh ngang mấy con 4 tấc á, 4 tấc trong tầm giá nó nha. Còn 4 tấc 7 đến 8 triệu thì bỏ qua bên. Đây là volume. Sorry mọi người, công tắc nguồn. Lèo lưỡi. Đây là ngõ vào âm thanh.
lên TV, máy tính laptop, đây là ngõ ra, hai bên đều giống nhau, đều có hết, có khe USB thẻ nhớ, rồi có cái chỗ mà chúng ta thông gió tản nhiệt mọi người, và chỗ kẹp bình thì lo nào cũng có rồi, rồi chức năng hội nghị luôn. Nói chung hai con lo giống nhau, đặc biệt con lo T9 chúng ta có thêm một chức năng là cắt lời ca sĩ, khi mà mọi người tìm cái beat karaoke trên YouTube không có, chúng ta có thể mở nghe cái bài gốc ca sĩ, ta bấm cái nút này cái hiện thị chữ on là nó sẽ cắt cái lời ca sĩ đi. Thì cái này mình có nhiều video hướng dẫn rồi, và bây giờ mình sẽ test thử nhạc của hai con lo lúc mà để 50 bass jack 50 nha mọi người. Rồi bây giờ nhà anh Lâm chúng ta cắm USB nha, test so sánh hai con lo này. Đi sầu bị tẩm đi. Lo này T9 chơi beatbox được luôn nha mọi người. Quá căng. Beatbox. Ở đâu? 1 2 2. Echo rồi. Echo rồi. 1 2 3 4 5 6. Mình đang tắt echo nha. Đây là con lo TX813. Mới ra mắt hôm nay 3 tấc. Khung gỗ cao cấp to như là 3 tấc nhưng mà sát to như là 4 tấc. Rồi mình qua con lo T-Show T9 50 luôn, bass jack 50. Tìm lại cái bài nãy coi, không nhớ là số mấy. Bây giờ mình test ngẫu nhiên luôn nha mọi người, tại không nhớ cái bài nãy số mấy. 50. Con này nó dường như nó đánh nhỏ hơn ha. Nó micro nó hơn, nhưng mà cái khuyết điểm nó là công sức nó sẽ không được lớn. Tuy nhiên là so với những con khác trong tầm giá thì nó rất là lớn. Còn so với con kế bên là con mới ra thì nó lép vế. Đây qua con đây là 50 nè mọi người. TX813. Mọi người thông cảm khách gọi liên tục, tại bữa nay khách khá là nhiều nên anh em cũng giao hàng. Bây giờ em cầm điện thoại theo ra công viên quay clip luôn. Nghe giùm em xíu anh Lâm. Tìm lại cái bài nãy mà quên đã cấm, quên nhìn lại số mấy. Đó, lúc mà mở 50 thì con này nó thua xa con bên đó, nhưng mà mở lên khoảng 70 hoặc là 75 nó sẽ không bị vỡ tiếng, con đó nó sẽ bị vỡ tiếng trước. Cái này gì nó cũng có cái ưu và cái khuyết riêng của nó. 75% nè, nó vẫn trong hơn con lo bên kia, nó vẫn chưa rè. Wow, quá hay. 75 vẫn không rè, con đó 75 là nó rè full luôn. Nãy giờ tưởng đâu cái lo nó hết pin, nãy giờ do cái bài hát nó dừng giữa chừng.
Rồi nói chung mọi người yêu thích con nào hơn vui lòng để lại comment bên dưới nha. Giờ khách mới gọi nghe rồi hả anh Tí? À anh Long. Tắt rồi hả? Con này thì có radio với lại có chức năng cắt lời bài hát. Với lại có thêm cái nút repeat cho giọng hay hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test thử với lại Bluetooth. Bluetooth mình nghĩ con T9 nó xa hơn đó mọi người. Mọi người nhớ để lại phần comment ở phần dưới nha. Mình có thể liên hệ vào hai số hotline tư vấn miễn phí. Hai đẹp trai 0915486462. Sơn 16 tuổi 0962809867. Tiếng xin trai nha. Rồi giờ sẽ kết nối với hai con lo. Mọi người đợi xíu nha, em xóa bức lịch sử kết nối. Tại em kết nối tới hàng ngày bán lo, kết nối nhiều quá. Alo, alo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Cho âm thanh chúng ta lên 70 nha. Alo, alo. Xa micro, bluetooth luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. BT Bisker, hai con lo chúng ta đều tên BT Bisker. Con này là giá Tissot T9 3.1 triệu. Và con này cũng tầm khoảng đang khuyến mãi là tầm khoảng 3.6 triệu, còn lại 3.090.000 nha mọi người. Đó. Thì giá nó sẽ tăng giảm theo thời gian, theo thay đổi theo thị trường. Đi sâu bày cảm đi. 1, 2. Sẽ mở cái con này. Anh Lâm kiểm tra Bluetooth cho mọi người tắt chưa? Tại vì những cái thiết bị đã kết nối sẵn trước á, mình mở lên nó sẽ tự động nó dăng Bluetooth vô. Đi 6 7 8 đi. 1 2 3 4 5 6. Tạm thời tắt. Rồi ok. Quay tiếp ha. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7. Thiếu sức mạnh, thiếu tỉnh táo, hãy uống number one. Ồ, quảng cáo. Number one, thiếu sức mạnh, thiếu tỉnh táo có thể mua loa kéo về karaoke mới đúng. Oppo Reno 3 đẳng cấp chuyên gia selfie. Mở bán ngày 9 tháng 5 năm 2020. Quảng cáo điện thoại nữa đây nữa. Điện thoại mình á là khi mà nó chuyển Bluetooth nó hơi giật xíu nha mọi người. Do cái điện thoại á. Tên chính đó. Điều chuyển nhanh luôn. Cho thoải mái luôn. Mình nghĩ là con T9 nó sẽ xa hơn cái con 803 bên phải. Alo, bên trái á mọi người chứ. Alo, 1 2 3 4 5 5 6 7 8. Con bên phải còn nghe tốt đúng không? Người trước con bên chung con T9 mà còn nghe mà con kia 813 thì nó bắt nó rất yếu hơn. Alo, alo. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Đây, chúng ta test con T9 luôn nha, đi hết cỡ. Ở đây tầm khoảng 25 mét nha mọi người. Ôi trời ông nào. Alo, alo, alo. Con đúng không? Alo, alo, alo. Cả micro và Bluetooth tay dính quá đỉnh. Alo, alo, alo. Micro còn chứ? Còn thì giơ tay. Bluetooth còn. Ok. Đục, nó tầm khoảng
0915486462 hoặc là 0962809867. Đi xa quá chạy đứt khơi. Địa chỉ là lo kéo Tiso, mọi người cứ sợ